Được rồi anh chị nào chúng ta đang tìm bất động sản để chúng ta xây trọ với diện tích đất ngày hôm nay trọng thời giới thiệu cả nhà chúng ta nha. Hai lô liền kề là ngang 10 sâu cho 30, 300 m vuông đất quý vị ơi, 300 m vuông đất và ở đây được làm à, chia thành hai sổ nha. Lô đất chúng ta nằm ngay đây quý vị. Từ vị trí căn nhà chúng ta di chuyển vào 40 m là tới vị trí lô đất. Hiện tại đất chúng ta là mặt tiền đường nhựa nhá. Lòng nhựa 8 m, vỉa hè mỗi bên 4 m là đường 16 m quý vị nhá. Chạy thẳng trục đường này ra 100 m từ vị trí lô đất là chúng ta ra tới siêu thị Hải Thành và trục đường D1 với lộ giới rộng 50 m cũng chỉ 150 m là tới trục đường D1 rồi. Tiếp theo ạ, từ vị trí lô đất chúng ta di chuyển ra quốc lộ 14 quý vị. Đây. Những ngôi nhà mà tiền quốc lộ 14 là cách vị trí chúng ta là 250 m và ở đây dân cư đã đông đúc rồi. Từ vị trí lô đất chúng ta di chuyển ra chợ quý vị ạ. Đây. Di chuyển ra trục đường N3 và chợ à, chợ N3, chợ Minh Thành đây ạ là chỉ 300 m và di chuyển 400 m chúng ta tới cụm trường mầm non cấp 1 cấp 2 phường Minh Thành, Ủy ban nhân dân phường Minh Thành. Đặc biệt hơn nữa có sân vận động à, thể dục thể thao, bách hóa xanh, điện máy xanh và cổng khu nghiệp giai đoạn 1 311 ha đã hoạt động và phủ kín lên tới 70%. Di chuyển chỉ 5 phút là tới đầy đủ các tiện ích. Và ở đây lô đất chúng ta địa thế đất bằng phẳng. Hướng của lô đất này là hướng Tây Bắc. Quý hàng nào quan tâm tới sản phẩm này để xây dựng nhà trọ, nhà ở hoặc là chúng ta để làm mặt bằng kinh doanh cho tương lai sau này hoặc mua để cho con cái quan tâm bất động sản này liên hệ cho trọng thơ ngay khi giá của lô đất này chưa đến 700 triệu quý vị chưa đến 700 triệu chỉ hơn 600 thôi sở hữu được một lô đất ngang năm sâu cho 30 đất ở đô thị phun thủ cư quan tâm gọi trọng thơ ngay ngày hôm nay nha